Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, Thuyết vừa nhận được một cái thông tin mới nhất vào buổi trưa ngày hôm nay. Ông bác sĩ gia đình David James đã phải nhập viện với thương tích gãy một bên chân trái và bị rất nhiều thương tích khác trên cơ thể ở tại một cái công viên cách thành phố Toronto khoảng 15 km. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một cái thông tin mới và Thuyết cảm thấy nó hơi bị rùng rợn, bởi vì chính Thuyết cũng tẹo lưỡi tham gia cái câu chuyện ngày hôm nay. Nếu mà không kịp thời suy nghĩ lại vào buổi tối ngày hôm qua, trước đó Thuyết đã suy nghĩ tới có rất nhiều lời đóng góp của quý khán thính giả, đặc biệt là lá thư của chị Dô Lê Chu đã cảnh báo Thuyết rất nhiều, cho nên là Thuyết đã không nhận lời. Thực sự ra Thuyết không biết là nói như thế nào trong cái vấn đề này. Người ta nói rằng là bớt đi một cái chuyện gì đó thì sẽ đỡ nguy hiểm cho đến mình hơn, và không nên dỗi hơi những cái việc gì mà không phải của mình. Thì trong câu chuyện này thì nói thật với các bạn là Thuyết đã được cảnh báo trước rồi. Vào một đêm và tối hôm trước thì Thuyết đã nhận được một cuộc điện thoại. Ở đây Thuyết không tiết lộ người đó là ai hoặc như thế nào, nhưng mà họ đã thông báo cho Thuyết là nếu muốn có cái bằng chứng để tìm ra cái nguyên nhân bác sĩ Trần là người đưa tiền cho cái cô y tá ở trong bệnh viện trong cái vụ đánh cháo đổi hai đứa bé đó, thì coi ngày hôm nay sẽ tới một cái nơi mà người ta sẽ cho địa chỉ. Ban đầu Thuyết rất là hào hứng, nhưng sau đó thì Thuyết đã nói rằng Thuyết đã suy nghĩ lại và Thuyết nói rằng chuyện đó tôi không cần biết. Có nghĩa là Thuyết sẽ không tham gia. Bởi vì các bạn biết đó, khi mà cái chuyện gì liên quan tới pháp luật mà mình không hiểu biết nhiều về pháp luật thì có thể sẽ không tốt cho bản thân mình. Bởi vì trong câu chuyện này trước đây Thuyết đã nghe mong manh rằng là cảnh sát đang vào cuộc để điều tra. Ngay thậm chí ông David James có thể là người sẽ thông báo cái chuyện đó với cảnh sát. Chỉ có mỗi một lý do ông ấy chưa thông báo vì là sợ cha con anh Vinh, tức là cái anh mà có đứa con nhầm lẫn với đứa con của Ngân với Hồng, sẽ bị trở về Việt Nam, cho nên là ông ấy chưa báo cảnh sát mà thôi. Nhưng có vẻ như chuyện này nó không hoàn toàn đúng là như vậy. Sau khi ông David James phải nhập viện thì đã có những cái người trong câu chuyện này để tiếp cận với ông David James, và theo cái thông tin mới nhất mà Thuyết được biết thì ông David James đã nhận được một cuộc điện thoại là đến tại một cái công viên để coi như là xem cái vụ trao đổi giữa tiền bạc của cái người nhà của bác sĩ Trần, chính là ông Luy, cái người lái xe riêng của bác sĩ Trần, trao tiền cho cái cô y tá ở tại bệnh viện trong cái vụ trao đổi con. Khi nhận được cái thông tin này thì ông David James rất là hào hứng. Ông ta đã bỏ cả công việc đang làm, bởi vì các bạn biết không, hôm nay là ngày thứ 6, ông David James vẫn đang làm việc, ông ấy là một bác sĩ. Và các bạn biết rằng là vào thứ 6 thì ở bên này các công viên hầu như nó rất là vắng người các bạn. Đó, mùa hè và các công viên rất vắng người. Và những công viên ở bên này thì Thuyết nói rằng nó hoàn toàn khác ở Việt Nam các bạn. Có những công viên mà Thuyết đi mỏi chân không hết, có nghĩa nó như là một cái khu du lịch, nó rộng 5-7 cây số vậy. Tức là toàn rừng là rừng, mà nó nằm trong khu vực thành phố cách nhà Thuyết không xa, chỉ độ khoảng một đoạn thôi cũng có những cái công viên như vậy. Và vào ngày thứ 7 chủ nhật á, thì là người ta dẫn con cái đi đến những cái công viên đó rất là đông, và thường thường họ đi là cả ngày. Thường thường là họ đến đó vào buổi trưa, bởi vì buổi trưa nó nắng ráo nhiều, và họ nấu những cái đồ ăn, mang những cái đồ lướng, đồ lủng hoặc là những đồ ăn sẵn mang đến đó, và họ chơi ở đó, cho con cái chơi bời ở công viên đó cho đến tầm chiều mà hết nắng thì họ mới về. Tất nhiên là nó chỉ xảy ra vào cái ngày thứ 7 và chủ nhật. Còn thì những cái ngày như là ngày hôm nay là ngày thứ 6 thì những công viên đó rất là vắng bóng người. Thậm chí có trong những cái công viên đó, trong những khu rừng đó, có một cái video hôm mà Thuyết đã quay cho các bạn xem đó. Tức là công viên nó rất là, hôm đó bởi vì nó vào ngày chủ nhật cho nên nó rất nhiều người, và trong những khu rừng đó nó có những cả cái chỗ mà để trẻ con chơi những cái trò chơi đu quay, rồi thì nhiều trò chơi khác vân vân. Thì chính ông David James được hẹn đến một cái khu công viên như vậy. Hôm nay là thứ 6 và không có người. Và khi ông David James tiếp cận cái khu vực mà đã được thông báo trước là cái cuộc xảy ra giữa ông Luy, cuộc trao đổi giữa ông Luy và cái cô y tá kia, và có thể có một người khác nữa, thì ông Luy đã bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt, tức là người ta
trùm mặt mũi kín người ta đánh ông Ni. Thì ở đây theo như thuyết nghĩ có lẽ ở chỗ đó không có camera các bạn ạ. Đó, không có camera quay bởi vì nó thuộc về trong phía rừng các bạn. Đấy, nó như là một cái rừng vậy. Thì ông Ly đã bị đánh và khi mà bị đánh coi như là ngất xỉu ra, đến khi ông tỉnh dậy thì ông mới gọi điện báo cho cảnh sát và cảnh sát lúc đó mới đưa đưa ông ấy từ cái chỗ công viên đó đi vào trong bệnh viện. Thì theo ông Ly kể lại, khi mà ông đến cái địa chỉ mà coi như là cái người thông báo cho ông để hướng dẫn, thì đây là một cái cuộc điện thoại mà không có trong danh bạ của ông ấy, tức là nói giản đơn là cái sim điện thoại là cái sim rác, các bạn hình dung ra như vậy. Và đến khi mà đến cái chỗ đó thì ông ấy đang ngơ ngẩn để tìm làm sao tìm cái mục tiêu, nhưng không thấy bất cứ chiếc xe ô tô nào hoặc là những cái người nào đang trao đổi những cái vấn đề mà theo như cái cuộc điện thoại đã nói rằng là ông Luy và một người y tá ở bệnh viện đó đang trao đổi cái đưa cho nhau cái tiền bạc. Thì chính ông đã bị hai người đàn ông phục kích tại một cái gốc cây, người ta đã đi gần lại và đã đánh bất ngờ, đánh cho ông Ly là bị gãy một chân và mang rất nhiều thương tích khác nhau. Và chính vì vậy và ông Ly bây giờ đang nằm ở cái phòng gọi là cấp cứu, mặc dù vết thương của ông đã được coi như là các bác sĩ làm khỏi rồi. Mình xin lỗi, tức là băng bó tất cả mọi cái nó gọi là kỹ càng tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà ông vẫn hoảng hồn bởi vì ông đã cố gắng coi như van xin hai người thanh niên kia, nhưng hai người thanh niên kia vẫn không buông tha, oánh ông, quyết tâm oánh ông đến mức độ coi như thừa sống chứ chết. Họ đã sử dụng, hai người cầm hai cái khúc gậy, họ đã sử dụng, họ đã chuẩn bị trước rồi. Và đây chính là một cái cuộc phục kích, nói đơn giản lại là đây là một cuộc phục kích. Vâng, như các bạn biết đó, trước đây các bạn đã biết rằng là cái cô y tá, cái thông tin mà Thuyết Biết đã chia sẻ trong một video nào đó, rằng là cái cô y tá ở bệnh viện, trong gia đình của cô này thì ông chồng bị nghiện thuốc phiện, đúng không ạ? Và chính như vậy, và cô đã đánh cháo cái đứa bé theo lời coi như là của bác sĩ Trần, đánh cháo hai đứa bé con của anh Vinh với con của Ngân Hùng. Và chính cô ấy đã tống tiền bác sĩ Trần, trong khi đấy là bác sĩ Trần đang ở bên Thái Lan. Và câu chuyện đã lắng qua đây ít ngày rồi, không thấy động tĩnh gì cả. Thành ra bây giờ khi mà nghe thông tin rằng là bác sĩ Trần đã gọi điện về cho cái ông người giúp việc tên là ông Ly, mà chính ông này là người mà vẫn tán tỉnh Hà Đông, tán tỉnh Đông Nhi, là người thầy thuốc ở Trung Quốc đó. Chính là cái ông này và hai người đã hẹn gặp nhau ở công viên đó để trao tiền mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người của bác sĩ Trần trao tiền cho cô y tá bởi vì cô ta tống tiền. Nếu không tống tiền thì cô gái này sẽ kiện bác sĩ Trần coi như là về cái tội coi như là đánh cháo hai đứa bé đó. Và chính ông David James là cái người khi biết được những cái thông tin này thì rất quyết tâm vào cuộc để làm sao đó có cái bằng chứng đầy đủ để kiện bác sĩ Trần ra tòa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi câu chuyện này xảy ra thì Thuyết chỉ biết rằng là hiện tại ông bác sĩ gia đình đã phải trên đang phải làm viện. Không biết là ông ấy báo cảnh sát hay chưa thì Thuyết cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ như chính ông bác sĩ gia đình đã chịu một cái trận đòn thay cho Thuyết. Ở đây không biết là dùng cái từ đó có chính xác hay không, nhưng nếu mà vào tối ngày hôm qua Thuyết nhận lời hôm nay, ví dụ bảo người ta gửi cái địa chỉ là cái chỗ khu vực đó là khu vực nào và Thuyết sẽ tìm đến chẳng hạn, thì ở đây các bạn biết rằng là ngay cả cái người dân bản địa ở đây nếu mà muốn đi đâu thì cũng phải gửi cái địa chỉ là gì, là cái địa chỉ ở cái nơi chẳng hạn như cái công viên đó nó nằm ở khu vực nào, và các bạn chỉ có cách là đi bằng Google Maps, tức là đi xe ô tô đến đó bằng sử dụng Google Maps mà thôi, bởi bên này nó rất rộng. Và nếu mà nói ở ví dụ nói bảo ở Tô Dân Tô đến cái công viên này công viên kia, chỉ có người dân bản địa may ra biết được, còn thì hầu như bạn phải sử dụng Google Maps hết. Nếu hôm qua Thuyết không nhớ đến cái lời mà câu chuyện của ông thầy bói trước đây á thì có khi là Thuyết gặp nguy hiểm rồi ấy. Hai vấn đề, thứ nhất là ông thầy bói, thứ hai là có rất nhiều người gàn Thuyết là không lên tham gia vào câu chuyện đó. Lý do tại sao? Lý do có thể là bị sập bẫy. Thì các bạn nhớ không, ông thầy bói trước đây coi như là Thuyết đã tìm đến và xem bói, thì ông ta đã nói một câu rằng là nếu mà Thuyết cố tình như thế nào đó tiếp cận Võ Ái Khanh rồi cái chuyện gì thì trong từ giờ đến ngày hôm mùng 10 hay sao đó Thuyết không nhớ đấy, thì là anh sẽ bị gãy một cái tay hoặc gãy chân.
Các bạn còn nhớ cái điều đó không ạ? Thì ở đây nếu mà ngày hôm qua, ngày hôm nay mà Thuyết đi, ngày tối ngày hôm qua Thuyết nhận được cái cuộc điện thoại đó mà ngày hôm nay Thuyết đi, thì khả năng Thuyết đã bị gãy tay gãy chân. Nó cũng không khác gì là ông bác sĩ gia đình David James. Cho nên là Thuyết nghĩ rằng chính trong câu chuyện này thì cái người thông báo cho Thuyết cũng có thể là người thông báo cho ông bác sĩ gia đình. Và có thể người ta muốn lừa cả ông bác sĩ gia đình, cả Thuyết đến cái công viên đó để người ta xử lý, đánh cho gãy tay gãy chân. Ở đây là Thuyết suy nghĩ như vậy. Và khi mà nghe tin ông Đa với chuyện bị như vậy thì Thuyết cũng cảm thấy rất là hoảng hồn. Đây cũng có thể là một bài học để nói rằng là những lời khuyên của quý khán thính giả đối với Thuyết trước đây nó rất là ok. Có nghĩa là rất nhiều người khuyên là Thuyết không nên đi Thái Lan. Đấy, bởi vì đi Thái Lan thì còn nguy hiểm hơn cả bên này. Đấy, cho nên là nếu mà bây giờ chẳng hạn đi Thái Lan cũng chẳng biết gì cả, tự nhiên lại có mấy người lao ra hành hung hay cái gì nữa, lúc đó thì làm thế nào đây, đúng không ạ? Mà trong khi đó thì mình thì không có một cái hậu phương gì cả. Ý của Thuyết muốn nói rằng ví dụ như là có hậu phương như bác sĩ Trần, người ta thuê người lọ thuê người kia bảo vệ, hoặc là ví dụ có đi có mấy người, đúng không ạ? Nhưng mà khi sang bên kia thì Thuyết làm sao mà có mấy người để mà đi. Ví dụ đi đâu bây giờ lôi kéo mấy người quen đi cùng thì coi như phải trả cái tiền bao bọc người ta cùng đi, cùng ăn uống, cùng mà thuê khách sạn thế nọ thế kia, thì mình lấy đâu ra tiền để mà làm những công việc đó. Cho nên là nếu mà mình tác chiến độc lập một mình thì chính bản thân mình gặp nguy hiểm. Khi mà chẳng hạn bây giờ những hôm vừa rồi rất may mắn, nếu mà Ngân lại có một câu gọi bảo anh ơi, anh đi sang bên Thái Lan đón em về đi, em đang gặp khó khăn bên này thế nọ thế kia, thì nếu mà Thuyết đi thì chẳng may lại xảy ra một câu chuyện như vậy thì không biết là làm cách nào, hai đứa bé của mình thì không biết là lúc đó sẽ như thế nào. Trong câu chuyện mà ông David James bị như vậy thì hiện tại là Thuyết không biết rằng là ở cái hiện trường mà nơi ông David James xảy ra cái chuyện đó bây giờ như thế nào. Nhưng mà có rất nhiều vụ án ở bên Canada xảy ra thì Thuyết biết rằng là có những vụ án mà cảnh sát ở chỗ hiện trường người ta nằm ở đó đến tận mấy tháng. Đấy, các bạn biết rằng là cách nhà Thuyết độ khoảng 4 km thôi, cách đây mấy tháng thì có một vụ có một thanh niên 16 tuổi. Thì thanh niên này đã trước đó đã gây án một lần rồi, nhưng sau hôm đó lại gây án thì có hai người cảnh sát vào gõ cửa và thanh niên này coi như đã rút súng bắn chết hai người cảnh sát. Hai người cảnh sát không kịp coi như là lấy súng để bắn lại, đã bị coi như là cái cậu thanh niên 16 tuổi lại bắn chết rồi. Bởi vì khi mà mở cửa vào gia đình nhà người ta thì làm sao mà kịp, người ta bắn bùm bùm coi như là mấy phát liền, làm sao mà kịp rút súng ra. Thì sau cái vụ án đó thì cảnh sát đã lầm ở khu vực mà xảy ra hiện trường vụ án đến mức độ hơn 2 tháng sau mới rút lui. Có nghĩa ý của Thuyết muốn nói rằng là cảnh sát ở bên này họ vào cuộc rất là gắt gao và họ sẽ quyết tâm để làm ra, tìm ra cái thủ phạm đã gây ra những cái chuyện như vậy. Thì trong cái việc mà của ông David James hôm nay bị xảy ra cái chuyện bị đánh như này thì không biết rằng cảnh sát sẽ can thiệp như nào. Nói thật với các bạn là Thuyết cũng không bây giờ cũng bảo đi đến đó các thứ, không dám đến đó nữa và không dám xuất hiện. Và trong câu chuyện này thì Thuyết chỉ biết chia sẻ như vậy thôi, cũng không dám chia sẻ bất cứ một cái thông tin gì kể cả biết. Bởi vì thật sự nói với các bạn bây giờ như thế này, ví dụ như là Thuyết biết quá nhiều, cảnh sát sẽ gọi Thuyết để coi như là hỏi han thế nọ kia, không biết gì cả, tự nhiên là mất thời gian. Và hai đứa nhỏ ở nhà chẳng ai nấu ăn cho chúng nó, chẳng ai chăm sóc tắm giặt các thứ cho chúng nó, thì chỉ riêng cái đó không đã gặp rắc rối rất nhiều rồi. Cho nên là Thuyết bỏ qua cái chuyện này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thuyết cũng nhận được một lời bình luận dài như một lá thư của bạn, một bạn tên là Quang đến từ Hải Hưng. Vâng, các bạn biết là trong thời gian vừa qua thì bạn Quang có một số những cái chia sẻ. Bạn ấy không chắc là không biết gửi email mà chỉ biết viết ở bình luận, và các bạn xem ở trên bình luận thì các bạn thấy có một chữ ở đây, không phải chữ Quang nhé các bạn, chữ Quang là đúng hơn. Đó, thì tên của bạn ấy là cái gì không biết, nhưng cái email của bạn tên là như vậy và bạn ấy giới thiệu quê Hải Hưng. Thì hôm nay Thuyết lại nhận được một cái lời bình luận của bạn. Bạn ấy viết, bây giờ Thuyết xin đọc cái lá thư của bạn ấy trước rồi hãy nói sau. Đúng sai thì hãy phân tích và nói sau. Bây giờ Thuyết xin đọc đã. Chào anh Thuyết, mấy hôm nay em có việc đi lên Mộc Châu. Chiều nay em mới về, em xem video của anh chia sẻ bình luận của em hôm trước mà em phải đưa ra ngay ý kiến. Hôm đó anh đã hiểu sai ý của em, phân tích sai dẫn tới cộng đồng mạng cũng hiểu sai về em. Đó là lỗi của anh, tại sao anh không nhận mà lại đổ lỗi cho em?
viết chữ không có dấu và các câu cũng không có dấu chấm hỏi. Em yêu cầu anh xem lại bình luận hôm trước của em đi. Em viết rất rõ ràng, mạch lạc, các chữ đều có dấu và các câu đều có dấu chấm phẩy đàng hoàng. Có câu em chưa nói kỹ được, em đã cho vào ngoặc đó, mà anh lại nói em như vậy là không đúng đâu. Em phê bình anh phải lên rút kinh nghiệm. Còn về Phạm Hoa, em rất thương cô ấy. Chính vì em thương Phạm Hoa, một cô gái chân yếu tay mềm, sức khỏe thì yếu đuối lại mắc căn bệnh trầm cảm và đã sắp có 3 con. Mà sinh lý của Hoa thì yếu, không đáp ứng được nhu cầu của cánh mày râu. Mà trong cuộc sống vợ chồng, nhu cầu đó rất quan trọng, chiếm tới 70% thì cuộc sống rất êm đẹp. Nếu cuộc sống chuyện đó không đáp ứng đủ, rất hay xảy ra bồ bịch. Nên em có đôi lời với Hoa để Hoa tham khảo. Còn việc Hoa lấy ai hay ở vậy nuôi con thì do Hoa quyết định. Nếu Hoa ở vậy thì sẽ được nhà của chính phủ. Còn Hoa đi lấy chồng thì không có vé được nhà nữa. Còn nếu mà Hoa không muốn cho bác sĩ quan hệ thì có thiếu gì cách. Nhưng Hoa không biết tự bảo vệ mình. Giả thử chuyện đó xảy ra ở một chỗ chỉ có một mình bác sĩ mà không có ai khác thì còn tạm chấp nhận được. Đằng này, trong nhà còn có bố mẹ của Hoa là yếu tố giúp Hoa cản trở sự việc đó. Thiếu gì cách, nếu bác sĩ đòi quan hệ thì Hoa chỉ cần nói với bác sĩ, cho em đi vệ sinh, xong em vào, em sẽ chiều anh luôn. Sau đó Hoa ra gọi bố mẹ và nói rõ với mẹ về việc đó, thì bố mẹ Hoa sẽ can ngăn được việc đó ngay. Nếu Hoa cứ dứt khoát cự tuyệt không đồng ý ngay từ lần đầu tiên, thì bác sĩ không thể làm được gì Hoa cả. Đó chính là lỗi của Hoa mà anh Thuyết là nam giới nên không nhìn ra được. Nếu Hoa biết giữ mình, không cho bác sĩ quan hệ, thì mới là người không có lỗi và đúng với danh nghĩa chọn đạo phu thê, thờ chồng, nuôi con. Chứ không phải chồng mới mất được 20 ngày đã để mang bầu. Đó là lỗi lớn đối với Quân đó. Em biết trong việc quan hệ này bác sĩ là người chủ động, nhưng em trách Hoa ở chỗ không cứng rắn mạnh mẽ, khôn khéo để bảo vệ mình, để dẫn tới hậu quả có thai. Chứ em không bảo Hoa là vì tiền đâu nhé. Còn nếu Hoa mà vì tiền thì Hoa đã không trả lại nhẫn cầu hôn cho bác sĩ Trần đâu. Lên anh Thuyết và mọi người hãy hiểu rõ cho em. Đừng hiểu nhầm em là người nọ người kia là không đúng đâu. Còn về Ngân, ngày trước em đã khuyên Ngân hãy ở vậy nuôi con để cho Hùng có nhiều cơ hội đến với bé Nhẫn hơn. Và bé Nhẫn luôn cảm thấy có bố và mẹ ở bên. Nhưng Ngân không nghe mà quyết định lấy bác sĩ Trần. Thì em tôn trọng quyết định của Ngân. Vì mình có ở trong chăn đâu mà biết chăn có giận. Còn hôm bác sĩ Trần bị tai nạn thì Ngân ở lại chăm sóc bác sĩ Trần là đúng. Nếu Ngân mà bỏ về ngay lúc đó thì đạo đức của Ngân để ở đâu? Tình giữa con người với con người đã mất hết. Đặt địa vị con trai của mọi người đi chơi cùng với người yêu của nó mà con trai mọi người bị tai nạn, liệu rằng mọi người có đồng ý để cho người yêu của con trai mình bỏ về để mặc kệ cho một mình con trai mọi người ở lại nơi đất khách quê người được hay không? Còn bây giờ bác sĩ Trần đã có Tào Hoa xuất hiện thì nhân cơ hội này Ngân rút lui về là có lý do hợp lý vì đã có Tào Hoa chăm sóc bác sĩ rồi. Còn Ngân cũng không phải là người vứt bỏ con đâu vì Ngân tuy không có ở nhà nhưng Ngân đã bỏ tiền ra thuê giúp việc chăm sóc hai bé và lo tất cả mọi việc trong gia đình Ngân được vẹn toàn. Hàng ngày Ngân vẫn gọi điện, video, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày thì không thể nói Ngân vứt bỏ con được. Giá như Ngân để con lớn hơn một thời gian sau hãy đi làm đẹp thì phù hợp hơn. Vì con còn quá và cơ thể Ngân chưa phục hồi hoàn toàn nên dễ xảy ra rủi ro lắm. Đó là điều sai lầm Ngân mắc phải. Và bây giờ Ngân nên sửa sai bằng cách quay về với con Ngân nhé. Mọi người vẫn luôn ở bên em và vẫn yêu quý em đó. Ngân đã 54 tuổi rồi. Em ăn ở phúc đức nên ông trời đã ban tặng cho em một món quà vô giá là bé Nhẫn đấy. Bé Nhẫn là một báu vật mà không gì so sánh được. Bé Nhẫn sau này sẽ là niềm hạnh phúc nhất của đời em. Bé Nhẫn sẽ là cây cao bóng cả chăm sóc che chở cho em sau này đấy. Nên em hãy gạt bỏ hết những điều thị phi mà quay trở về mấy con em nhé. Thôi bình luận dài rồi, em xin dừng bút.
Em xin chúc ba cha con anh Thuyết cùng toàn thể cộng đồng mạng có sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, đây là toàn bộ lá thư của bạn Quang đến từ Hưng Yên nhé các bạn. Thứ nhất là bây giờ Thuyết cũng nói với bạn Quang như này. Trong cái lá thư, toàn bộ lá thư trước hôm của bạn, Thuyết không nhớ được tất cả các nội dung của nó trong cái lá thư đó nữa. Thật sự là Thuyết không thể nhớ hết được. Các bạn biết rằng là một ngày Thuyết chia sẻ 4 video, nó có hàng chục, hàng trăm chi tiết ở trong mỗi một câu chuyện. Không có đầu óc nào có thể nhớ hết được. Không phải đây là đổ lỗi cho cái chuyện đó mà không nhớ. Nhưng các bạn cứ đặt vào cương vị của Thuyết mà xem, khi mà đọc có nhiều bình luận như vậy thì làm sao có thể nhớ hết được của ai có những cái điều gì. Chỉ có những cái gì đó nó quá đệ, quá có dấu ấn và in đậm thôi. Chẳng hạn như những lá thư của chẳng hạn như chị Jolie Chu, chẳng hạn như vậy, thì có lẽ là Thuyết không bao giờ quên được. Đấy, bởi vì nó có những cái mà nó mang cái dấu ấn rất là đậm đà, không thể nào quên được. Còn trong câu chuyện của bạn bạn Quang ở đây, đúng sai bây giờ Thuyết không cần nói nữa. Mà Thuyết chỉ biết rằng là sau khi mà đọc lá thư của bạn thì có rất nhiều người nói rằng bạn là người nhà của bác sĩ Trần, hoặc chính bạn là người là bác sĩ Trần lấy cái email tên là Quang đó. Thì ở đây Thuyết không đưa ra cái bình luận đó đúng hay sai. Bởi vì người ta có thể làm được chuyện đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chính bạn Quang này có cái email tên là Quang, nhưng mà bạn ấy cũng nói rằng đây là con trai của bạn ấy cho bạn ấy cái email này. Thì người khác cũng có thể làm một cái email như vậy. Có nghĩa là những cái điều này chúng ta không thể là nói trước được là cái điều đó là sai hay là đúng. Thuyết không phải là một người bảo lưu ý kiến, không phải là một người bảo thủ. Nếu bất kể mà trong câu chuyện gì Thuyết thấy sai một phát, chắc chắn 100% Thuyết sẽ xin lỗi người đó. Kể cả một đứa bé mà Thuyết mắc lỗi với nó thì Thuyết cũng sẽ xin lỗi đứa bé đó. Chứ đừng nói gì là bất kể một quý khán thính giả nào. Chắc chắn là khi mà Thuyết có lỗi, với ví dụ như với bạn Quang, chắc chắn là Thuyết sẽ xin lỗi ngay. Nhưng cái điều mà bạn đang nói rằng lỗi thuộc về Thuyết thì Thuyết cho rằng cái điều này phải xem xét lại. Tại sao Thuyết nói bạn Quang phải xem xét lại? Khi mà Thuyết đọc cái lá thư của bạn lên, đọc lời bình luận của bạn lên á, thì là có tất cả cộng đồng mạng cùng nghe, chứ không phải một mình Thuyết nghe, đúng không ạ? Mà khi coi như người ta nghe xong rồi thì người ta hiểu, chứ cần gì phải Thuyết phân tích. Phân tích ở đây Thuyết chỉ là phân tích thêm thôi. Còn thì khi mà lá thư của bạn viết lên là tất cả mọi người người ta đã hiểu rồi. Và người ta hiểu, người ta đã comment, người ta đã đưa ra bình luận tất cả trên kênh rồi, là bạn là người như vậy, vẫn bảo vệ bác sĩ Trần thế loại thế kia, đúng không ạ? Chứ là đâu phải là do Thuyết đâu. Tức là do cái lời bình luận của bạn. Thuyết chưa cần phân tích gì cả, cứ đọc hết lên là người ta đã biết rằng là bạn muốn nói gì rồi. Chứ là bạn đừng nói rằng là mình coi như là sai về bạn, hiểu sai về bạn. Không phải nhá, đây là do khán giả người ta tự bình luận thôi. Còn thì bạn hôm trước Thuyết nhớ một điều là bạn phê bình Hoa là lỗi do Hoa, đến hôm nay bạn vẫn nói là lỗi do Hoa. Đấy, một điều chắc chắn hôm nay bạn vẫn còn khẳng định là lỗi là do Hoa trong câu chuyện mà quan hệ với bác sĩ Trần. Bây giờ bạn nói là Hoa sinh lý yếu, thế bây giờ xin hỏi bạn nhé, tại sao bạn bảo Hoa sinh lý yếu mà người ta trước đây Quân chưa chết, người ta vẫn sống sờ sờ cùng với chồng 7 năm nay, có mấy đứa con với nhau, người ta vẫn quan hệ bình thường, tại sao bạn biết được là Hoa quan hệ sinh lý yếu? Theo Thuyết nghĩ rằng cái quan hệ yếu hay không, có đoạn này chưa thể khẳng định được. Mà ở đây có thể là do người ta không thích bác sĩ Trần, người ta không muốn ăn ngủ với bác sĩ Trần. Chứ không phải là người ta sinh lý yếu. Người ta vẫn ở với chồng người ta suốt 7 năm nay, Quân là chàng trai, khỏe mạnh, coi như mới mấy chục tuổi đời, coi như người ta không sợ thì làm sao sợ một ông già, đúng không ạ? Cho nên ở đây là chắc chắn người ta không thích bác sĩ Trần, chồng mới chết, vừa mới xảy thai, cho nên là người ta không muốn cái chuyện đó. Chứ không thể nói là Phạm Hoa sinh lý yếu được. Đây là theo cái cách nhìn của Thuyết nhé. Nhưng mà bạn Quang lại đổ tội cho bạn Hoa là coi như là do lỗi của Hoa. Thế bây giờ còn một cái chuyện khác nữa. Bạn bảo là Hoa đáng ra là con gái thì coi như là thiếu gì cái cách để mà từ chối bác sĩ Trần. Bạn còn nhớ rằng câu chuyện của Hoa này, đến khi mà Hoa chạy ra bên ngoài, rồi thì cha mẹ của Hoa can dự cãi nhau với bác sĩ Trần còn đe dọa cả cha mẹ của Phạm Hoa không? Đe dọa rằng là Quân chết được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Mọi người coi như là kiện tụng tôi, ông bác sĩ gia đình kiện tụng tôi nhưng có làm gì được tôi đâu. Có nghĩa là bác sĩ Trần coi thường tất cả, đúng không ạ? Ở đây là rõ ràng là Hoa đến khi sợ chạy cả ra ngoài, cha mẹ còn bảo vệ mà còn không bảo vệ được.
thì bạn bảo là cái cách gì mà bảo vệ. Bạn hôm qua không nghe một bạn nào đó mới có coi như là cái cô gái nào đó tên là gì không có tên tuổi nói rằng cô ấy mới có 20 tuổi và đến khi coi như là khi sinh đẻ chưa đầy một tháng chồng vào đòi làm cái chuyện đó và muốn không cho nhưng mà người ta coi như làm bằng được. Đến cả ngày coi như là có hành kinh nữa mà vẫn bị chồng ép buộc không thể chống cự được. Người ta không dám kêu, người ta không dám phản kháng bởi người ta sợ con cái rồi ở nhà người cửa người ta coi như là sẽ coi như phản đối biết cái chuyện này thì nó rất là xấu hổ. Đấy. Chứ là một người phụ nữ làm sao mà có thể chống cự được? Ở đây coi như có cả sự giúp đỡ từ cha mẹ của mình nhưng bác sĩ Trần vẫn cứ mặt dày mày dạn coi như là còn đe dọa cả cha mẹ của Phạm Hoa. Nó rõ ràng như vậy mà bây giờ bạn vẫn đổ lỗi cho Phạm Hoa thì thuyết đến bó tay. Chứ là ở đây thì nói thật là thuyết không đồng ý với quan điểm của bạn và thuyết cho rằng đây là cô bác sĩ Trần cố tình ép Phạm Hoa. Nó có thể có nhiều lý do khác nữa, bởi vì đây chúng ta phải nghĩ đến ngày xưa nữa. Tại sao Phạm Hoa lúc đấy có chửa với bác sĩ Trần rồi ngày xưa đó lại coi như bỏ bác sĩ Trần đi theo quân? Nó phải còn có những cái lý do gì trong đó nữa mà chỉ có hai người mới hiểu được, đúng không ạ? Có thể những cái cách làm tình của bác sĩ Trần nó quái đản quá mà một người như Hoa không thể chịu đựng được chẳng hạn. Bởi vì những cái ông già dơ là rất có nhiều kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho nên là những người chỉ ví dụ như là người ta cũng có cùng những cái tính cách như vậy thì người ta mới thích. Ví dụ như là Ngân chẳng hạn, người ta lại thích cái kiểu đó. Nhưng với một cô gái mà như Hoa thì người ta lại rất sợ những cái chuyện đó. Cho nên ở đây là còn những lý do khác nữa mà chúng ta không thể biết được. Nhưng mà đừng đổ tội cho Hoa. Bởi vì đó các bạn biết không, cha mẹ của Hoa can thiệp còn bị đe dọa, còn phải nhanh nhanh chạy về Việt Nam, không thì sợ còn bị chết, mất xác ở tại Canada cơ. Vậy mà bây giờ bạn Quang vẫn còn nói là tất cả đổ lỗi cho Hoa. Còn một chi tiết nữa mà Thuyết cũng nhắc để bạn Quang biết này, em trai của Phạm Hoa là Phạm Hải còn căm thù bác sĩ Trần đến mức độ rằng là muốn sang Canada để xử tội bác sĩ Trần, muốn tiễn đưa bác sĩ Trần về, coi như là đi về với bà Ngọc Trinh luôn. Thì bạn phải biết trong câu chuyện này có những chi tiết mà Phạm Hoa có thể chỉ tiết lộ với lại gia đình bên phía kia, tức là với Phạm Hải với cha mẹ của mình, trong khi đó là bên phía kia họ cũng không nói ra hết đấy, bởi vì điều đó có thể là khiến Hoa xấu hổ thế nọ thế kia, đúng không ạ? Thì em trai của Phạm Hoa mới cay cú đến mức độ muốn sang cả Canada giết giết bác sĩ Trần chứ. Trên ở đây là mình nhìn những chi tiết đó là mình biết rằng Hoa là người coi như là không thể chống cự được. Nó có rất nhiều lý do mà theo Thuyết nghĩ rằng cái lý do chính đó là hai người đã có một đứa con với nhau rồi. Hoa cũng không muốn coi như là cạn tàu giáo mán, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ làm to chuyện lên kiện bác sĩ Trần vào tù thì coi như là tự nhiên là sau này thằng Huy nó lớn lên nó bảo là tại sao mẹ lại đưa bố vào tù như vậy, nó sẽ hận mẹ nó, đúng không ạ? Nó có nhiều vấn đề lắm, các bạn cứ đặt đặt vào bản thân mình thì biết, đúng không ạ? Hai người đã có con với nhau rồi, bây giờ lại làm quá đáng, đưa bác sĩ Trần vào tù thì sau này con nó sẽ oán trách mẹ. Nó bảo đáng ra thì mẹ coi như lặng im đi, coi như là để coi như là chấp nhận như vậy đi. Chứ bây giờ đưa đưa cha nó vào tù thì chẳng có một đứa con nào sau này nó chấp nhận cái người mẹ đó cả. Và đó có thể là một cái lý do chính khiến là Hoa không có thể làm căng được. Mà Hoa coi như là phải coi như là ngậm đắng nuốt cay và cuối cùng phải đưa ra một cái phương án cuối cùng là phải chạy trốn khỏi nhà bác sĩ Trần. Vâng, bây giờ để cho bạn Quang rõ này, Thuyết chỉ đọc coi một trong số rất nhiều những bình luận của quý khán thính giả khác phản đối bạn bạn Quang trong vấn đề nhìn nhận đổ lỗi cho Hoa như vậy. Một bạn ở đây không có tên, có rất nhiều người không có tên trong cái kênh định cư Gara bởi vì cơ bản là nhiều tuổi, không biết đặt tên khi lập email có khi là nhờ những bọn trẻ lập rồi không biết cả viết tên mình ra đó. Ở đây có chữ CX5GD1. Vâng, bạn ấy viết rằng là trời ơi sao bạn lại nhìn nhận đánh giá Phạm Hoa một cách nông cạn như vậy? Trong khi Phạm Hoa vừa mới bị đẩy ngã đến sảy thai, vừa mất con, vừa mất máu, vừa đau đớn toàn thân thể vì cú ngã trời giáng, rồi ngay sau đó lại khóc than đưa cho cốt của chồng về Việt Nam. Như vậy cùng một lúc bao nhiêu nỗi đau dày vò trên thân thể của Phạm Hoa. Với một thân hình vạm vỡ cường tráng hừng hực của ông tạp phế nù như vậy, thì Phạm Hoa không thể nào chống cự được với ông ấy. Hơn nữa lúc đó ông sẽ dùng mọi cách để buộc Phạm Hoa phải chịu. Chính vì vậy mà ông ta đã khẩn trương đưa cha mẹ của Phạm Hoa về nước gấp.
Và vì bị ức hiếp khủng khiếp quá nên Phạm Hoa mới phải chạy trốn khỏi nhà của ông ta. Và Hoa còn để lại cả chiếc nhẫn đính hôn trả lại ông ta. Từ đầu đến giờ Hoa liên tục phải chạy trốn ông ta. Chúng ta cần phải nhìn nhận diễn vụ việc một cách khách quan và có logic. Vâng, xin cảm ơn bạn rất rất nhiều. Đấy, bạn Quang thấy chưa? Sau lời bình luận của bạn thì có rất nhiều người đã phản đối theo cái cách nhìn cách của bạn đổ lỗi cho Phạm Hoa. Và đây chỉ là một trong số hàng trăm quý khán thính giả khác ủng hộ Phạm Hoa nhé. Đấy, nhìn một người con gái chịu đựng bao nhiêu nỗi đau như vậy mà coi như là lỗi không phải do phía mình, đúng không ạ? Là do đến từ phía bác sĩ Trần, nhưng mà bạn vẫn cứ ủng hộ bác sĩ Trần để đẩy Phạm Hoa coi như vào cái chỗ đường cùng. Chính vì vậy thì bạn Quang xem bình luận của quý khán thính giả, bạn sẽ biết tại sao có nhiều người nói bạn là chính bạn là bác sĩ Trần đóng giả cái email đó, và chính bạn là người nhà của bác sĩ Trần, người ta cho bạn nó là như vậy đó. Bởi vì bạn đứng về phía bác sĩ Trần, bảo vệ bác sĩ Trần mà. Đó, cho nên là ở đây là đâu phải mình Phạm Hoa đâu. Rồi còn cả bà Ly Hương này, rồi bà Ngọc Trinh tự tử này, còn bao nhiêu người đàn bà khác, trong đó có cả Ngân này. Có mỗi mình Ngân là cảm thấy hứng thú trong cái chuyện làm tình quái đản của bác sĩ Trần thôi, chứ còn ai cũng cảm thấy nó rất là sợ, đúng không ạ? Tại sao mà Thuyết nói là cái nào là cái chuyện làm tình của bác sĩ Trần quái đản? Ở đây thì có nhiều bạn thích, chẳng hạn như bạn Điệp, bạn nọ, bạn kia thích, nhưng nói thật với các bạn, mình cảm thấy rất là sợ. Lý do tại sao vậy? Cái từ quái đản ở đây các bạn biết đó. Thuyết không hiểu tại sao một người phụ nữ vừa mới sảy thai xong, mà chồng người ta vừa chết xong, mà bác sĩ vẫn còn làm chuyện ấy được, vẫn còn 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 cho con chim nó hót, vẫn còn cho hót với gật gù được thì thôi, đến bó tay. Người ta chỉ cần nghĩ đến cái chuyện đó thôi đã rơi rớt nước mắt thương người kia rồi, làm sao có thể làm những cái chuyện vô nhân tính như thế được. Nếu là một con người phải suy nghĩ được tối thiểu là như vậy, sẽ cảm thấy rằng nếu mà mình chỉ cần thoạt qua có ý nghĩ đó trong đầu đã cảm thấy con người của mình là con người vô nhân tính, vô nhân đạo, vô đạo đức rồi. Đấy, hơn nữa là kẻ bất nhân bất nghĩa rồi. Chứ đừng nói gì còn làm được cái chuyện đó. Thì mà một người mới sảy thai xong, chồng vừa chết xong mà làm được chuyện đó với người ta thì thật sự không hiểu đó mà Thuyết dùng cái từ quái đản, không biết là đúng sai. Kể cả bác sĩ Trần có thù thì Thuyết cũng phải dám nói thật. Bởi vì chẳng có ai làm cái chuyện đó như thế bao giờ cả. Chẳng qua nhiều người con gái bị mê hoặc bởi vì bác sĩ Trần nó có quá nhiều tiền và quá hào phóng trong cái chuyện, ví dụ người ta gặp cái chuyện gì thì quá hào phóng giúp đỡ người ta, đúng không ạ? Và nhìn con người của bác sĩ Trần phong độ như vậy, 70 mấy tuổi mà trông vẫn như là một cái một thanh niên cường tráng như vậy thì phụ nữ đàn bà con gái người ta thích thôi. Còn thì nếu mà cứ nghèo một tí thì coi như là chẳng có mấy người người ta thích đâu. Còn trong vấn đề bình luận này thì đương nhiên rồi, các bạn thấy xem, bạn Quang cũng hình dung ra, có nghĩa là mỗi người mỗi quan điểm, nó không thể trùng nhau được. Nhưng mà Thuyết xin cảm ơn bạn là khi kể cả bạn bất đồng quan điểm với Thuyết nhưng bạn dùng những từ ngữ rất là có học thức, không có mang tính chất coi như là cay cú hoặc thù hằn nhau. Đó là cái điểm rất đáng quý trong con người của bạn, và Thuyết xin cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng vẫn mong bạn đưa ra những bình luận, và nếu bạn cho rằng Thuyết bình phân tích sai thì Thuyết sẽ chỉ đọc lời bình luận của bạn lên thôi, chứ Thuyết không cần phân tích một lời nào hết. Đấy, nếu mà ý của bạn cho rằng nếu mà Thuyết phân tích những cái lá thư của bạn sai thì Thuyết chỉ đọc thì ok. Nếu bạn cứ đưa ra cái yêu cầu như vậy trước lúc mà tức là đầu lá thư luôn, bạn có cái yêu cầu gì thì chẳng hạn trước khi vào rồi vào mà viết cái lá thư đó, bạn sẽ đưa ra cái yêu cầu đó là mong anh Thuyết đọc cái lời bình luận của em lên và không cần bình luận, thì Thuyết sẽ làm đúng như vậy. Thì bởi vì lá thư của bạn khi viết lên là người ta tự đánh giá được rồi, Thuyết bình luận chẳng qua là gọi là như là người ta nói gọi là thêm mắm thêm muối thôi, chứ không phải là mình cố tình là bóp méo cái sự thật cái lá thư của bạn. Đó, đây là bạn cũng hiểu lên như thế, và chúng ta cứ đưa ra những cái tranh luận, bởi vì tranh luận thì coi như trong cuộc sống của chúng ta sẽ làm cho nhau nhiều người, ví dụ như chúng ta chưa hiểu về điều này và qua một cuộc tranh luận thì chúng ta hiểu biết thêm về cái sự việc đó. Vâng, và những điều đó có thể mang lại rất những điều bổ ích trong cuộc sống của chúng ta, trong một cuộc sống, trong một đời người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.